Đây là nón lợi F2F399 và Valiant có thể lật cái hàm 180 độ ra phía sau. Thì cái này nó sẽ giúp cân bằng trọng tâm tốt hơn và đặc biệt là giúp cho kiểu dáng nhìn nó ngầu hơn. Nếu như so sánh với những cái mũ khác á, như cái mũ truyền thống á, ví dụ như Yohe 935FV nè, các bạn lật hàm lên thì nó sẽ bị chúi về phía trước. Các bạn đi nó hơi rộng chút xíu là bị chúi à. Còn cái này thì hoàn toàn không bị nha các bạn. Hiện tại nón này mình có duy nhất một cái màu đen nhám size L thôi. Các bạn mua sẽ được tặng một cái nón bóc hoặc là một cái tai nghe intercom trị giá 1,5 triệu. Thì cái nón này nó chỉ còn duy nhất một cái thôi. Và nón này trước đó nó bị lỗi là do để trong cái kho lâu ngày nó nóng á, nó sẽ bị tươm, nó bong cái lớp sơn nhám ra. Và cái này bên nhà phân phối đã nhận cái này lò lỗi và họ đã sơn phủ lại, nhưng mà nó còn vài chỗ bị chày. Nón này cái khối lượng của nó nhẹ hơn FF900. Ví dụ như F900 là 1850g, còn cái này chỉ có 1750g thôi, nhẹ hơn tới 100g nữa. Nếu như so với cái FF800 size L thì nó nặng hơn khoảng 100g. FF800 size L là 1640g. Còn cái Yohe 935FV hôm bữa mình có cân rồi, nó đâu đó khoảng 1650g, 1660g gì đó. À, cái này là 1660g nè. Thì cái này á, cái lót nó rất là dày, đội nó êm lắm. Và đặc biệt là cái kết cấu của nó, bạn nhìn thấy nó khác biệt không? Nếu như các bạn soi kỹ, các bạn sẽ thấy những vết chày trên cái video thì khó thấy lắm. Cái này có một cái ở cơ sở 96A Trương Vĩnh Ký, Tân Phú nha các bạn. Bạn nào mua có thể ghé trực tiếp nha. Mua một nón thì được tặng hoặc là một cái nón bóc 01 hoặc là cái tai nghe intercom. Số lượng chỉ có một cái thôi. Cái này thì bán đẩy hết tồn kho thì thôi. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.